Đi chụp đám chụp váy cưới thế nào, cảm thấy như thế nào? Đây lần đầu cháu chưa có kinh nghiệm. Như cảm thấy có mệt mỏi gì không? Cũng bình thường. Cũng bình thường thôi. Nó mới có một váy đầu thôi mà. Như thấy vui vẻ không? Có. Thank you.